Mr. Sơn Hoàn là ai? Tiểu sử của chùm salesman khét tiếng. Mr. Sơn Hoàn nổi lên như một cái tên hàng đầu trong làng sale xe Việt Nam. Dễ dàng nhìn thấy được tệp khách hàng của anh vô cùng đa dạng, từ doanh nhân thành đạt đến người nổi tiếng. Mới đây, việc chốt mạc cho Lily Chen với giá 8 tỷ khiến nhiều người quan tâm. Mr. Sơn Hoàn tên đầy đủ là Nguyễn Sơn Hoàn. Anh sinh năm 1980, anh sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh được biết đến là một nhân viên sale của hãng xe Mercedes. Anh có niềm đam mê bất tận với công việc sale của mình, cộng thêm những kỹ năng làm việc lâu năm. Anh đã và đang trở thành một trong những best sale của hãng xe Mercedes-Benz. Tại anh đang làm việc tại Sài Gòn. Nhờ sự đam mê với nghề, kỹ năng chăm sóc khách hàng tuyệt đỉnh đã tạo ra sự khác biệt giữa anh với các nhân viên sale khác. Ngoài công việc chính là sale cứng của hãng Mercedes, Xuân Hoàn cũng có một gara ô tô riêng cho các dòng xe sang. Anh chính là nhân vật đứng sau chiếc Rolls Royce hồng đen giá 8-9 tỷ đồng của Ngọc Trinh, cũng như chiếc Mercedes 8 tỷ của Lily Chen. Ngoài ra, những người nổi tiếng đều là khách quen của anh như là Nam Thư, Minh Hằng, Di Băng. Sự nghiệp của Xuân Hoàn. Xuân Hoàn bắt đầu mối lương duyên với công việc sale từ năm 2004, trải qua hơn 4 năm ròng rã, tạm hoãn cuộc sale lại, anh chuyển hướng sang làm truyền thông. Năm 2010, Xuân Hoàn cùng đối tác của mình thành lập công ty truyền thông với vai trò giám đốc điều hành. Công ty anh chuyên sản xuất các chương trình truyền hình dành cho giới trẻ thời điểm đó. Năm 2012, sau một số lý do cá nhân, một lần nữa Xuân Hoàn quay trở lại công việc sale tại Hyundai, nghề nghiệp mà anh từng theo đuổi. Cuối năm 2014 chính là bước ngoặt đánh dấu cho sự nghiệp của Xuân Hoàn bước sang trang mới. Bằng những kinh nghiệm chinh chiến bao năm cùng các mối quan hệ khi còn hoạt động trong ngành truyền thông, anh nhận ra mình chưa thực sự tận dụng được hết những gì bản thân đang sở hữu. Cơ duyên ập tới khi Xuân Hoàn quyết định nhận lời mời về làm việc cho hãng xe danh tiếng của Đức là Mercedes-Benz. Tại đây, một Mr. Xuân Hoàn đã khẳng định được năng lực vượt trội, tạo nên thương hiệu cá nhân đình đám của mình trong giới sale xe sang. Anh có nhiều mối quan hệ tốt đẹp trong showbiz, những người nổi tiếng khi mua xe đều liên hệ với Xuân Hoàn. Điều này có thể thấy khả năng và danh tiếng của anh trong nghề. Mr. Xuân Hoàn cũng có riêng một kênh YouTube với hơn 500.000 lượt đăng ký. Những video của anh đều có lượt view cao từ vài trăm đến triệu view. Mr. Xuân Hoàn và câu chuyện đằng sau hai chiếc giấy hộp bạc tỷ của Ngọc Trinh và Lily Chen. Gần đây, mạng xã hội đang lan truyền drama cùng hẹn hò đại gia của Ngọc Trinh và Lily Chen. Không chỉ dừng lại việc chung bồ, các cư dân mạng còn vô tình phát hiện ra hai mỹ nữ đều sắm giấy hộp bạc tỷ màu hồng. Ngoài sự trùng hợp về những chiếc xe có màu hồng ồn ào, thì chẳng ai biết tại sao hai cô nàng này đều vô tình hợp tác với Xuân Hoàn. Đoạn clip anh bán Maybach bạc tỷ cho ngọc nữ Bolero Lily Chen vào cuối tháng 4 năm 2021 cũng được dân tình đào lại. Đáng chú ý nhất là màn khoe tiền chất thành tảng trị giá khoảng 8 tỷ đồng của ngọc nữ Bolero. Thay vì chuyển khoản ngân hàng cho nhanh, Lily Chen lại ôm hẳn 8 tỷ tiền mặt cho nhân viên đến mệt nghỉ. Xuân Hoàn cũng phải bái phục vì đồ chịu chơi của khách hàng này. Cũng trong video này, chính Xuân Hoàn cũng là người nảy ra ý tưởng cho một chiếc Maybach màu hồng đen đầu tiên của Việt Nam. Bất ngờ thay, Việt Nam có một chiếc hồng đen khác, nhưng không phải là Mercedes mà là Rolls Royce của Ngọc Trinh. Năm kỷ lục của Mr. Xuân Hoàn, ký 32 xe trong vòng 1 tháng, trong vòng 1 tháng bàn giao 20 xe, trong 4 ngày triển lãm ký 32 đơn với trung bình một ngày được 8 xe. Là người đầu tiên bán được chiếc xe cánh chim mắc nhất của Mercedes-Benz Việt Nam, luôn tự phá kỷ lục bán hàng của chính bản thân mình. Xuân Hoàn cho biết, thực ra bán xe cho người nổi tiếng có hai nguyên nhân. Một là tôi đã có sẵn những mối quan hệ rồi. Sau đó, yếu tố thứ hai là nhà máy của Mercedes-Benz Việt Nam có chính sách hỗ trợ cho tập khách hàng chuyên biệt này. Quan trọng nhất, công việc này là một cái duyên của tôi. Nhiều lúc tôi cảm thấy đầy thách thức và áp lực. Nhưng sau tất cả, tôi tìm được niềm vui và có lẽ một chút danh tiếng. Tôi may mắn đã làm việc với các nghệ sĩ. Gần như tất cả nghệ sĩ tại Việt Nam tôi đều có quen biết và liên hệ được.
Bản thân tôi đã tự định họ đang ở mức nào để khi đề xuất thường thường xác suất lên tới 80% chính xác. Gần như 70% là nghệ sĩ tới với tôi vì họ biết họ sẽ được phục vụ một cách trọn vẹn. Trọn vẹn ở đây là dịch vụ sau bán hàng. Tôi có ekip riêng để phục vụ cho họ. Xe của họ chỉ cần gặp bất kỳ trục trặc nào, tôi sẽ phái người đến tận nơi để bảo trì, bảo dưỡng, bảo hiểm, tất cả 24/24. Khi mà có hẳn ekip như vậy rồi thì vấn đề giá cả đôi khi không còn là vấn đề nữa. Ngoài chuyện khác biệt về giá, tôi đang triển khai một thứ có thể gọi là thương hiệu cá nhân nói riêng. Khi tôi bán xe cho nghệ sĩ, họ rất vui sướng, tới độ. Hôm rồi bán xe cho Huỳnh Phương ở Pháp TV, bạn ấy nói rằng, anh ơi, em ở livestream là phải mất 120 triệu đấy, nhưng mà anh bán xe cho em sẽ tặng cho anh cái đó. Và quả thật khi bạn ấy bật livestream lên, một phát 26.000 người vào xem luôn, tôi thấy thật khủng khiếp. Và sau mỗi livestream kiểu vậy thì tôi sẽ nhận được từ 5 đến 6 đơn hàng từ Facebooker. Các nghệ sĩ sẵn sàng ghi status, chụp hình chung và quảng bá cho tôi mà không cần điều kiện, trong khi agency phải trả rất nhiều tiền để làm điều đó. Ngoài ra, ở mỗi lần giao xe, tôi còn chuẩn bị kỹ lưỡng. Thực ra cách đây 3 năm, có một người bạn PG khu Sâm Panh tại buổi lễ giao xe bắn pháo bông ở Việt Nam nói chung và xe sang nói riêng là một điều xa xỉ. Tôi tiên phong làm điều đó. Tới nay, tôi đã nhìn các hãng xe khác, họ cũng làm giống như mình. Thậm chí, cả hãng xe bình dân cũng làm y chang. Tôi cảm thấy rất vui khi tạo được trào lưu. Trước đây, các buổi giao xe, kể cả của các thương hiệu cao cấp cũng rất bình thường. Nhưng đối với tôi, thời khắc đó vô cùng quan trọng. Mr. Xuân Hoàn và vợ Suri Thanh Nga. Cái tên Xuân Hoàn hiện đang được nhiều người tò mò. Cái tên Xuân Hoàn đang được nhiều người tò mò, vì vậy ngay cả bà xã của anh cũng lọt vào tầm ngắm. Vợ của Xuân Hoàn có tên là Nguyễn Thị Thanh Nga, hay còn được gọi là Suri Thanh Nga, cô đến từ Bình Định. Suri Thanh Nga từng là trưởng phòng của hai công ty truyền thông lớn và phụ trách PR cho nhiều show như là The Face Việt Nam, The Voice, The Remix, giọng ai hay thách thức danh hài. Cô được người trong nghề ưu ái gọi với cái tên là Hot Girl truyền thông. Đặc biệt, cô từng xuất hiện trong nhiều MV của các ca sĩ đình đám. Năm 2020, Suri Thanh Nga và Xuân Hoàn tổ chức đám cưới hoành tráng. Hiện nay, cô đã ngừng công việc truyền thông để tập trung cho gia đình và kinh doanh riêng.